Lại nữa, này thiện dũng mãnh, khi các Bồ Tát học như vậy thì không học về sắc là thường hay vô thường, là vui hay khổ, là không hay bất không, là ngã hay vô ngã, cũng không học về thọ tưởng hành thức, là thường hay vô thường, là vui hay khổ, là không hay bất không, là ngã hay vô ngã. Này thiện dũng mãnh, khi các Bồ Tát học như vậy thì không học về nhãn là thường hay vô thường, là vui hay khổ, là không hay bất không, là ngã hay vô ngã, cũng không học về nhĩ tĩ thiệt thân ý, là thường hay vô thường, là vui hay khổ, là không hay bất không, là ngã hay vô ngã. Này thiện dũng mãnh, khi các Bồ Tát học như vậy thì không học về sắc là thường hay vô thường, là vui hay khổ, là không hay bất không, là ngã hay vô ngã, cũng không học về thanh hương vị xúc pháp, là thường hay vô thường, là vui hay khổ, là không hay bất không, là ngã hay vô ngã. Này thiện dũng mãnh, khi các Bồ Tát học như vậy thì không học về nhãn thức là thường hay vô thường, là vui hay khổ, là không hay bất không, là ngã hay vô ngã, cũng không học về nhĩ tĩ thể thân ý thức là thường hay vô thường, là vui hay khổ, là không hay bất không, là ngã hay vô ngã. Này thiện dũng mãnh, khi các Bồ Tát học như vậy thì không duyên vào sắc là hành thuộc quá khứ, hoặc hành thuộc vị lai, hoặc hành thuộc hiện tại, cũng không duyên vào thọ tưởng hành thức là hành thuộc quá khứ, hoặc hành thuộc vị lai, hoặc hành thuộc hiện tại. Này thiện dũng mãnh, khi các Bồ Tát học như vậy thì không duyên vào nhãn là hành thuộc quá khứ, hoặc hành thuộc vị lai, hoặc hành thuộc hiện tại, cũng không duyên vào nhĩ tĩ thiệt thân ý là hành thuộc quá khứ, hoặc hành thuộc vị lai, hoặc hành thuộc hiện tại. Này thiện dũng mãnh, khi các Bồ Tát học như vậy thì không duyên vào sắc là hành thuộc quá khứ, hoặc hành thuộc vị lai, hoặc hành thuộc hiện tại, cũng không duyên vào thanh hương vị xúc pháp là hành thuộc quá khứ, hoặc hành thuộc vị lai, hoặc hành thuộc hiện tại. Này thiện dũng mãnh, khi các Bồ Tát học như vậy thì không duyên vào nhãn thức là hành thuộc quá khứ, hoặc hành thuộc vị lai, hoặc hành thuộc hiện tại, cũng không duyên vào nhĩ tĩ thể thân ý thức là hành thuộc quá khứ, hoặc hành thuộc vị lai, hoặc hành thuộc hiện tại. Lại nữa, này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát học như vậy, tuy lấy hành tướng của không tịch tĩnh vô ngã để quan sát quá khứ, nhưng không lấy sự hành về không tịch tĩnh vô ngã thuộc quá khứ, tuy lấy hành tướng của không tịch tĩnh vô ngã để quan sát vị lai, nhưng không lấy sự hành về không tịch tĩnh vô ngã thuộc vị lai, tuy lấy hành tướng của không tịch tĩnh vô ngã để quan sát hiện tại, nhưng không lấy sự hành về không tịch tĩnh vô ngã thuộc hiện tại. Này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát hành như vậy, mặc dù quán pháp quá khứ là không vô ngã, vô ngã sở, vô thường, không thường còn, an trụ không lâu dài, không thay đổi, nhưng không hành về quá khứ như vậy, mặc dù quán pháp vị lai là không vô ngã sở, vô thường, không thường còn, an trụ không lâu dài, không thay đổi, nhưng không hành về vị lai như vậy, mặc dù quán pháp hiện tại là không vô ngã sở, vô thường, không thường còn, an trụ không lâu dài, không thay đổi, nhưng không hành về hiện tại như vậy. Này thiện dũng mãnh, các Bồ Tát nào hành được như vậy, trụ như vậy thì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện dũng mãnh, các Bồ Tát nào hành được như vậy thì tất cả ác ma không làm hại được. Nếu Bồ Tát hành như vậy thì biết rõ ràng về việc làm của ác ma, không bị các ma làm tổn hại. Lại nữa, này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát nào hành được như vậy thì không duyên vào sắc, cũng không duyên vào thọ tưởng hành thức, không duyên vào nhãn, cũng không duyên vào nhĩ tĩ thiệt thân ý, không duyên vào sắc, cũng không duyên vào thanh hương vị xúc pháp, không duyên vào nhãn thức, cũng không duyên vào nhĩ tĩ thiệt thân ý thức, không duyên vào danh sắc, không duyên vào tạp nhiễm, không duyên vào điên đảo tà kiến các triền cái ái hành, không duyên vào tham sân si, không duyên vào ngã hữu tình vân vân, không duyên vào đạo thường, không duyên vào biên vô biên, không duyên vào cõi dục sắc vô sắc, không duyên vào duyên khỏi,
không duyên vào địa thủy hỏa phong công thức giới, không duyên vào hữu tình giới pháp giới, không duyên vào chấp thật hư vọng, không duyên vào trói buộc lìa trói buộc, không duyên vào sự đoạn diệt tham sân si, không duyên vào bố thí tham lam giữ giới phạm giới nhẫn nhục sân hận tinh tấn giải đãi tịnh lự tán loạn trí tuệ ác tuệ, không duyên vào niệm trụ chánh đoạn thần túc căn lực giác chi đạo chi, không duyên vào sự đoạn điên đảo, không duyên vào tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng trí, không duyên vào từ bi hỷ xả, không duyên vào khổ tập diệt đạo, không duyên vào trí tận trí vô sanh trí vô tạo tác, không duyên vào trí vô trước, không duyên vào địa vị của phàm phu thanh văn độc giác bồ tát và phật, không duyên vào thần thông trí kiến, không duyên vào giải thoát, không duyên vào giải thoát trí kiến, không duyên vào niết bàn, không duyên vào trí kiến của quá khứ vị lai hiện tại, không duyên vào trí lực vô úy vân vân của Phật, không duyên vào cõi Phật thanh tịnh, không duyên vào tướng hảo thanh tịnh, không duyên vào sự viên mãn của thanh văn, không duyên vào sự viên mãn của độc giác, không duyên vào sự viên mãn của Bồ Tát. Vì sao? Này thiện dũng mãnh, vì tất cả pháp chẳng có sở duyên, vì tất cả các pháp chẳng có năng duyên, chẳng phải tất cả pháp có chấp thủ mà cho rằng nó có sở duyên. Này thiện dũng mãnh, nếu có sở duyên tức là có động tác chấp trước, nếu có chấp trước thì sẽ có sầu than khổ yêu não. Này thiện dũng mãnh, nếu có sở duyên tức là bị trói buộc, không thoát khỏi mà ra lìa đạo, do đó làm cho tất cả khổ não tăng trưởng. Này thiện dũng mãnh, nếu có sở duyên tức là sự nương chấp động chuyển và hí luận, nếu có sở duyên tức là có những đấu tranh kiện tụng, nếu có sở duyên tức là có những vô minh si ám, nếu có sở duyên tức là có sợ hãi, nếu có sở duyên tức là bị mắc bẫy và bị sự trói buộc của ma, nếu có sở duyên tức là có khổ bức bách và tìm cầu sự an lạc. Này thiện dũng mãnh, Bồ Tát nào quan sát thấy có những tai họa như vậy thì không duyên vào các pháp, vì không có sở duyên vào tất cả các pháp nên không có sự chấp thủ, vì không chấp thủ nên không chấp và không trụ vào tất cả các pháp. Bồ Tát tuy không có sở duyên như vậy nhưng đối với cảnh giới nhất định được tự tại. Mặc dù đối với cảnh giới nhất định được tự tại nhưng không có nương chấp cũng không chỗ trụ. Này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát có thể hành như vậy thì không bị phan duyên vào tất cả pháp, nếu không chấp trước và không tranh luận với tất cả pháp thì an trụ không bị nhiễm,